Quỹ tôi rất là hoan nghênh, bởi vì hướng cho tất cả những con người ta, là nói chung đi, đại chúng đi, đi con đường theo lời Phật dạy, để tạo ra một cái cuộc sống, cuộc sống này tạo ra một cái cực lạc của thế gian, thì tôi rất là quý các ngài, các vị. Nhưng chẳng qua trong một cái địa ngục trần gian này thì cũng không sao mà tránh khỏi có những người giống như là Thanh Hoàng. Giống như trước đây tôi đã nói, giống như Ba Hùng và Tư Hoàng và tất cả những người tu trong hang trong núi vậy, thì họ đã bày ra một cái bày bày sâu mà mình đã cố gắng để mà mình mong rằng mình về mình hồi hướng cho người ta đi được một khoảng nào hay khoảng đó. Nhưng mà cái con số đó, từ khi mà xuất hiện Thanh Hòa thì cái con số sâu nó tăng lên gấp bội. Thì bây giờ để tôi muốn nói rằng Thanh Hòa là một tu sĩ, là một giảng sư. Ông mở miệng ra ông nói rằng những người phản biện dạch lá tìm sâu. Ông Thanh Hòa ông tu nhưng mà cái trí của ông nó không có, bởi vì cái từ phản biện mà dạch lá tìm sâu đây á, là phản biện, là chỉ dành cho những người giống như ông và những người không có hiểu biết. Để ông xài những cái từ ngữ đó là không có dành cho những người mà hướng dẫn người ta đi được. Những người mà người ta đã tu nhiều năm là người ta đã hướng, chỉ xài cái từ hướng dẫn cho người ta đi mà thôi, chứ không thể nào xài cái từ phản biện được. Mà hôm nay ông đã lên mà ông đã nói như vậy, thì bây giờ tôi nói cho ông nghe rõ, nếu ông coi được cái clip này, từ phản biện là mọi người chỉ dùng để mà lật trắng thành đen, đó mới gọi là phản biện, biện hộ cho mình một cái vô lý vô lối. Chứ những người mà người ta hướng dẫn mình đi không nên xài từ đó. Bây giờ tôi nói một cái thí dụ, giống như nếu mà ngày xưa mà Đức Thầy và Đức Phật còn tại thế, nếu mà những hàng đệ tử mà làm một cái điều không đúng với giáo lý thì Đức Thầy sẽ khuyên và hướng dẫn cho hàng đệ tử đó đi. Vậy thì đó có phải là phản biện hay là không đây? Cho nên khi ông là một người tu, ông là một giảng sư mà ông nói điều đó là vô cùng bậy bạ. Rồi ở bây giờ thí dụ như mà nói ở trong tòa đi, ở trong tòa đi cũng vậy, tòa án cũng vậy. Khi một cái người ta để người ta ra một cái luận chứng để người ta đòi hỏi một cái công bằng, thì đó là nói theo cái công bằng để người ta nói thôi. Nhưng rồi trong tòa nó cũng hỏi cái bên phản biện kia có cái gì để nói không. Cho nên là cái hiểu và phải hiểu vậy. Nhưng mà thôi rồi, nhưng mà thôi thì bây giờ dù ngoài đời hay trong tòa tôi cũng không có bàn. Nhưng trên sự thật là như vậy. Nhưng mà ông tu mà ông không có hiểu, bởi vì ông không có trí rồi, cho nên ông nói như vậy. Rồi ông nói như vậy thì đó, giống như tôi đã vừa nói, không lẽ Đức Phật và Đức Thầy mà khuyên cho người ta, không lẽ họ là người phản biện? Người ta đi đúng với một cái giáo lý là người ta không thể nào xài cái từ đó, mà chỉ ông và ông bày ra nguyên một cái bài sau. Rồi ông nói rằng dạch lá tìm sao, chính ông cũng không hiểu được là dạch lá tìm sâu là cái gì, bởi vì ông tu mà cái trí ông không có. Ông phải nhận thức, ông đặt một cái câu hỏi rằng ai là lá, ai là sâu, bởi vì Đức Thầy là lá, Đức Phật là lá, còn ông và tất cả những người đi theo cái chiều hướng của ông đó là sâu, chứ không thể nào mà nói mà không có hiểu. Rồi từ ở nơi đó bắt đầu ông đẻ ra nguyên nguyên một cái bài sâu như thế đó. Rồi ông nói rằng á, phản biện, rồi ông nói những người mà không có chiều theo hướng của bên ông thì ông cho người ta là tội nhân thiên cổ, bởi vì cái này là ông quơ nguyên một bài, thành ra cho nên ông vô cùng bậy bạ, ông xúc phạm tới cái giáo lý của Đức Thầy, mà ông làm cho ông là tự ông chửi ông, mà cũng tự chính bản thân của ông làm cho ông là thân bại danh liệt. Bởi vì ông tu mà ông không có trí tuệ, tôi đã từng nói rất là nhiều lần, tu mà không có trí tuệ rất là vô cùng bậy bạ. Vậy thì bây giờ đó, rồi ông còn ông nói người ta là tội nhân thiên cổ,
Tôi thì sự thật nó đúng ra tôi cũng rất là phải nói là bất bình. Tôi cũng vì giáo lý của Đức Thầy mà tôi mới nói. Rồi bây giờ ông còn là, ông chẳng qua là ông mượn cái giáo lý của Đức Thầy để ông bảo vệ cho cái tà kiến của ông mà thôi. Bởi vì là giáo lý của Đức Thầy thì đúng, nhưng mà ông mượn đó ông học thuộc lòng để ông bảo vệ cái tà kiến của ông. Nếu ai không đi theo cái ý của ông thì ông cho là người ta là tội nhân thiên cổ. Đó là một cái điều ông sai, ông không có đúng. Thứ hai nữa, ông cũng mượn trong một cái giáo lý của nhà Phật và giáo lý của Đức Thầy để ông nói rằng sống để mà yêu thương san sẻ lẫn nhau. Ông không có xứng đáng nói câu nói đó. Bởi vì câu nói đó là chỉ để dành cho những người chánh kiến giống như là tu sĩ Võ Văn Cơ, giống như là những người trong bổn đạo, là những người có chánh kiến cũng giống như là cô Tư Núi Cấm nói. Là bởi vì đó là khi nào một người bị oan ức, người ta mới đem ra cái giáo lý của Đức Thầy ra để người ta khuyên sống cho nó hòa đồng. Còn đằng này ông nói như thế đó, thì bây giờ thử hỏi coi, ông hiểu cái kiểu nào đây? Là bởi vì trong giáo pháp nhà Phật có một câu là ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Mà nếu mà một người dối trá mà ông nói rằng ông một người dối trá mà ông nói rằng ông nói rằng là để hướng dẫn người ta đi để sống sống để mà thương yêu không chia chia rẽ. Vậy thì nếu nói như ông như vậy, vậy bây giờ 10 người nó dối trá rồi ông cũng đứng ra ông khuyên giải kiểu này thì trong thiên hạ này đều dối trá hết rồi, giờ ông tính sao? Cho nên những gì mà ông nói đó, ông không có trí tuệ, những lời nói đó là như tôi hồi nãy đã nói chỉ để dành cho những người bị oan ức, mà những người có chánh kiến giống như là Võ Văn Cơ, tu sĩ Võ Văn Cơ và những người có chánh kiến giống như là cô Từ ở nước Cấm. Ông hoàn toàn điều sai. Từ khi mà tôi coi qua những cái clip đó là ông không có cái điểm nào mà để mà cho là đúng hết. Bất quá là ông chỉ mượn giáo lý để ông bào chữa có cái tà kiến của ông mà thôi. Rồi ông còn nói rằng hy sinh vì đạo, ông cũng không có xứng đáng để mà ông nói kiểu đó. Bởi vì cái từ ngữ đó là chỉ để cho những người chánh kiến người ta xài khi người ta cần đến, chứ không phải để cho ông nói bừa bãi được. Ông cũng là sai. Rồi ông còn nói với người ta rằng ông nói trên giữa truyền thông ông nói rằng đời này thời này trên địa ngục mà xuống rồi, ma dương xuống rồi mở cửa cửa địa ngục cho ma quỷ nó trồi lên. Cũng chính là ông là cái người ông cầm nguyên một cái chìa khóa ông mở cửa địa ngục mà ông không có thấy. Chính vì ông mở cửa địa ngục mà bây giờ nó qua nguyên một cái bầy sâu nó tràn lên rồi mà để nó vô nó cộng đồng mạng mà để mà nó nói nặng nói nhẹ những người tu, những người chân chính. Mỗi sự việc là tự ông chửi ông, mỗi sự việc ông nói mà ông không có trí tuệ là tự ông làm ra. Ông làm cho ông thân bại danh liệt. Nhưng thôi đó là cái việc của ông. Nhưng bây giờ nguyên một cái bầy sâu như thế này là ông thử nghĩ sao để mà để ông dẹp đây. Để người ta cố gắng người ta tạo ra cái cực lạc của thế gian mà ông làm cho người nó trở thành là địa ngục của trần gian. Ông hoàn toàn sai hết, không có cái điểm nào để mà nói được. Rồi ông còn nói rằng là thời mạt pháp này ha, là thế như thời mạt pháp này phải nói là màn ba chiến chót, ông nói cũng giống như là những người khác nói, cũng là vô cùng bậy bạ. Đó là cái việc của trời đất. Bây giờ dù có thiên tai nạn lụt, bây giờ có tát cái quả địa cầu ra làm đôi, là cái chuyện dù có thật hay không cần biết, nhưng mà cái quan trọng của mình là mình phải sống như thế nào, chứ không phải như ông nói màn ba chiến cho. Ông chỉ dựa theo mà ông học thuộc lòng giáo lý của Đức Thầy là cái đó là thiên cơ của Đức Thầy nói, Đức Thầy hiểu, mình không hiểu được thì mình phải tự học ra để mà hiểu, chứ không thể nào mà nói theo cái kiểu đó. Cái quan trọng là mình còn sống một ngày để hướng dẫn người ta đi, chứ không phải để cho ông nói vậy.
Mà bây giờ ông nói là màn ba chiến chót. Thời này, đời này. Vậy bây giờ tôi hỏi ông, trong mấy triệu năm về trước, một cái thiên thạch mà nó rớt vô trong cái quả địa cầu này, ngoài khủng long ra, rồi tất cả những con vật kia nó bị tiêu hết. Vậy tôi hỏi ông cái đó màn mấy? Màn một chiến một hay là ông tính theo cái tính kiểu gì đây? Cho nên cái của tôi muốn nói là phải hiểu đâu thì phải có trí tuệ để mình nhận ra, để mà mình nói một cái lời ngay thẳng. Rồi ông còn nói rằng là từ thiện rồi làm điều tốt. Sự thật trong cái điều giác ngộ của nhà Phật dạy, khi hành đạo ở đỡ đời thì để quá độ cho người ta thì không bao giờ chìm đắm trong cái u mê. Ông cũng sai luôn. Mà rồi cái sai lầm lớn nhất của đời người là chính ông đánh mất chính mình. Là cũng là ông. Mỗi sơ việc là ông tự chửi ông mà ông hại ông chứ không ai hết. Bởi vì ông còn đắm chìm ở nơi đó cho nên cái ái dục của ông vẫn còn. Mà ông cứ nghĩ rằng tôi là một giảng sư, tôi là một người tu sĩ. Ông tưởng đâu là một tay che trời, một tay lấp đất. Hoàn toàn không có đúng. Bởi vì ông mang một cái bản ngã mà tu mà không có trí tuệ, bản ngã nó vẫn còn trơ trơ ở đó mà ông lên ông nói được. Để hướng dẫn cho nguyên một cái bài sau nó đi. Rõ ràng là không có đúng. Ông phải nên coi lại. Mà rồi bây giờ, trong giáo lý nhà Phật và giáo lý của Đức Thầy cũng vậy. Là cái đó là một là đạo, đó là đạo giải thoát. Nhưng mà trong triết lý Phật học thì nó đều nằm trong bát chánh đạo. Ông không chịu hiểu mà ông cũng chẳng có thèm coi. Mà rồi ông ăn tầm bậy, ông nói tầm bạ. Nhưng mà rồi khi một người ta lên tí để hướng dẫn người ta đi một cái con đường ngay thẳng thì cái đạo Phật là trung đạo. Không theo tà mà cũng chẳng có theo chánh. Mà khi người ta nói ra là người ta nói một cái lời ngay thẳng. Mà bây giờ ông làm nguyên một cái bài sâu vô để mà nói nặng nói nhẹ cho những người tu như thế đó. Tôi cảm thấy cũng bất bình cho nên tôi mới lên tiếng để tôi nói. Thứ nhất là tôi bảo vệ giáo lý, tôi bảo vệ cái giáo lý Đức Thầy đúng. Nhưng mà ông chỉ học thuộc lòng mà trí tuệ ông không có. Rồi ông còn nói rằng là ai có chửi thì ta giả điếc. Nó cũng sai luôn. Là bởi vì cái lời nói của ông nói tới đâu, nói ít thì tội ít, mà hãy nói nhiều thì tội nhiều. Cái đó là những người có trí tuệ, người ta sáng suốt, người ta hiểu được thâm sâu, nhiều trong giáo pháp người ta mới nói, người ta mới giả điếc. Còn đằng này, ông chỉ nói để mà giả điếc. Cái điếc đó mà trong cái đầu, trong cái trí tuệ không có, bất quá là chỉ nhịn để về lấy cái cây đi đập ngược lại người ta. Cho nên những sự việc ông nói hoàn toàn không có gì mà đúng hết. Rồi bây giờ đó, sự việc như thế này thì thử hỏi của cái con đường tu ông là tu tới đâu. Ông hiểu như thế nào mà để mà ông giảng cho người ta đây. Rồi bây giờ ông là một giảng sư, tôi nói một cái thí dụ như thế này nữa này ông Thanh Hòa. Nếu ông có học trò mà để ông giảng cho nó nghe, nếu nó có trí tuệ, thì nó là cái người đi sau mà về trước. Còn ông đi trước, trở ngược lại ông về sau. Nhưng với một điều kiện, ông phải đi học hỏi của cô Tư Núi Cấm và đi học hỏi của tu sĩ Nguyễn Nhân Cơ hoặc là những người tu sĩ chánh kiến để ông học theo theo những người đó. Chứ ông không thể nào mà ông học thuộc lòng mà ông chỉ đọc đem giáo lý Đức Phật để mà ông bào chữa cho cái tà kiến của ông. Vậy thì bây giờ ông như vậy ông cũng chưa có được về sau nữa. Là bởi vì sao tôi nói vậy? Bởi vì ông không có quay đầu, ông không thức tỉnh thì cái chuyện về sau của ông nó cũng chưa có nữa. Mà ông đi nửa đường là nó hết xăng giống như xe vậy. Là bởi vì ông đã hơn nửa đời người mà ông đã không hiểu rồi. Năm tháng trôi qua thì cái trí não của ông nó sẽ lưu mờ. Mà ông đâu có trí não đâu mà lưu mà ông chỉ chứa những sự việc mà phải nói là ích kỷ, cống cao ngã mạn mà ông nói như thế đó.
Ông cũng vì đó là một cái tâm kiêu ngạo của ông sáng tạo mà ra. Mỗi sự việc tự ông làm mà nó đến, cũng tự ông làm mà nó đi. Cho nên cái thân bại danh liệt tôi nói là như vậy. Sự thật những gì tôi nói, tôi không có đả kích ông, tôi cũng không có hơn thua với ông, là bởi vì tất cả những người tu học giống như những người mà tôi chúc sức khỏe nêu trên vừa nãy, cũng giống như Đức Thầy vậy, đã dạy cho mình cái gì, Đức Phật đã dạy cho mình cái gì, mà ông cứ thao thao bất tuyệt. Ông tưởng rằng là lời nói của ông là một tu sĩ, là một giảng sư, ông dàn xếp được ba cái vụ này, sự thật là hoàn toàn trật lất hết. Mà rồi bây giờ nguyên một cái bài sâu ra như thế này, đã mấy ngàn con, bây giờ thử hỏi ai dẹp đây. Ông tạo cho một cái thế giới không có yên ổn, mà ông tạo cho nó không có ra cái gì hết. Tôi chỉ những gì tôi coi, tôi thấy chính là ông Thanh Hòa ông nói phỉ báng giáo lý của Đức Thầy, còn kéo vô một cái đám sâu vô nữa, giống như là ông đánh trống, một cái đám sâu kia thì nó thổi kèn. Vậy thì bây giờ tôi nói như thế này, ông có phải là chúa sâu không mà ông dám nói là dạch lá tìm sâu? Ông là chúa sâu, ông đẻ ra nguyên một bài sâu đó, mà bây giờ đó ông bày ra rồi, thì bây giờ nếu muốn ông muốn dẹp họ đó, thì ông phải đi học những người chánh kiến, giống như là những cái tên mà tôi biết đó, là Võ Văn Cơ và cô Tư Nấu Cấm và tất cả những người khác. Muốn cho cái cuộc sống của thế gian này nó bình an giống như một cái cực lạc, thì ông phải mau thức tỉnh, chứ đừng có làm bao bao nhiêu cái vụ đó. Trước đây thì đã là ba Hùng, Tư Hoàng, rồi bây giờ tới ông nữa. Rồi bây giờ tôi thử hỏi cái như thế này. Khi ông nói rằng dập lá tìm sâu, tham sân si, rồi nguyên một cái bài sâu vô, nó nói nặng, nói nhẹ những người, những bậc chân tu là nói xàm, nói nhảm, nói này, nói nọ. Ông có biết rằng những gì ông nói đó là ông làm hại con người, mà làm hại, hà hại ông, mà hại luôn cái bầy sâu. Bây giờ nếu mà lấy một cái thang thuốc mà sắc ba chén còn 8 phân, thì cái bầy sâu này nó nằm ở trong là tham sân si. Mà tham sân si đây là địa ngục ngã quỷ súc sanh. Mà bây giờ tôi cũng nói cho ông nghe luôn nè, ông Thanh Hòa. Cũng chính vì ông như thế đó, cho nên tôi mới nói là tham sân si là địa ngục ngã quỷ súc sanh. Mà bây giờ tôi phải ra một cái pháp súc sanh để tôi kéo một cái bài sâu, là bởi vì cái bài sâu đã nói là súc sanh, địa ngục ngã quỷ súc sanh, mà từ con sâu nó không có chịu chuyển mình qua con bướm, mà bây giờ nó chuyển mình qua con rối, mà con rối nó tràn vô trong trong cái cộng đồng mạng. Vậy con sâu đây là cạp hết tất cả những cái lá bồ đề, cái cây bồ đề của Đức Phật, nó cạp hết, không còn cái gì để nó ăn hết. Rồi nó chạy qua, nó cạp luôn cái lá sen, nó cạp luôn cái tòa sen của Đức Thầy. Bây giờ nó không còn cái gì nó ăn nữa, nó nhảy vô cộng đồng mạng để nó cạp luôn những bậc chân tu. Như thế đó, cho nên tôi phải đành ra một cái pháp súc sanh mà thôi. Tôi tạm thời để tôi nói cho ông, để mà ông có trí tuệ, để ông nhận ra cái điều sai. Tôi cũng mong rằng ông cũng phụ một tay, để ông lôi những cái đám súc sanh này nó xuống. Rồi tôi cũng nhờ ông và phải lôi tất cả những cái thằng độc dược Bình Dương và cái thằng Châu Phú nó xuống, để tạo cho một cái cuộc sống an lành, là cái cực lạc mà tôi đã nói. Chứ tôi không hơn thua với ông gì cả, bởi vì tôi nói một đời của tôi là khi tôi nói ra là tôi dụng ý để cứu người. Mà bây giờ trước đây ba Hùng, ba Vàng là tôi cố gắng để tôi cứu những người vô minh được bao nhiêu thì bao nhiêu. Nhưng hôm nay tôi không phải là cứu những người đó, mà tôi đi cứu sâu. Người ta đó ruộng mà có sâu đó thì người ta lấy thuốc người ta xịt. Nhưng bây giờ á, không có thuốc xịt, thành ra phải lấy cái pháp súc sanh ra để mà xịt nó thôi.
Vậy thì bây giờ bấm thành con rối. Tôi xin hỏi, nếu có một người nào để mà tìm ra một cái điểm tốt của những cái con rối này, tôi ủng hộ một cái điểm tốt thôi là 10 kg gạo. Nếu mà tìm được cái điểm thứ hai thì tôi ủng hộ 20 kg, cứ việc tìm đi. Là những cái đám con rối nó vô, bởi vì sao nó nhảy vô, nó cạp lá bồ đề, mà nó cạp lá sen cạp hết rồi, nó nhảy vô nó làm như thế này mà nó chửi bới luôn mấy ông mà những bậc chân tu như thế đó. Đem giáo lý Đức Phật ra, tôi cũng bảo vệ cái giáo lý của Đức Thầy luôn đó. Rồi bây giờ thử hỏi như thế này nè. Khi nó vô đó, nó có để cái tên lại. Cho nên nó, khi tôi nói như thế này ở lang thang Sài Gòn, ngày mai này nếu nhảy vô cứ ghi một con hai con, chứ không 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 có ghi thằng này hay là thằng nọ mà ghi con vô. Đó, như tôi đã nói, nếu ai tìm được một điểm của những cái con này, tôi ủng hộ 10 cái gạo. Tôi đây cũng bố thí, tôi cũng bắt chước bé Tường Lam, tôi bố thí đó, mà tôi bố thí kiểu khác. Vậy thì bây giờ thử hỏi coi, con rối này bây giờ tôi lấy một con rối này được bao nhiêu điểm, mà tôi trả lời luôn, tôi vừa nói mà tôi trả lời luôn là hoàn toàn không có điểm. Là bởi vì pháp xuất sanh mà tôi nói. Bây giờ thử hỏi, khi một người chủ mà đi mua một con cẩu về rồi đặt cho nó một cái tên, thì những cái con rối nó nhảy vô như thế này đó, thì cha mẹ làm chủ đặt cho nó một cái tên. Mà bây giờ đó, con cẩu nó chấp rất là nhiều điểm. Con cẩu đó, nó không biết nói, nhưng mà nó dùng cái đuôi của nó dùng cái ánh mắt của nó đem, nó biểu hiện một 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 cái tấm lòng trung thành của nó, để nó đối với một cái người chủ như thế đó. Vậy thì bây giờ cái con rối này là một điểm đã thua rồi. Mà rồi cái con cẩu này, khi mà người chủ vắng nhà trong 20 năm đấy chăng nữa, khi ngài gặp lại nó cũng vẫn nhận ra đó là cái người chủ. Rồi cái con cẩu này là 2 điểm rồi đó. Mà rồi cái con cẩu này nếu bỏ đói nó, thì nó đi ra ngoài đầu đường xó chợ, hoặc nó đi bư ở trong cái đống rác để nó ăn. Rồi tối nó cũng về, nó quay ở về cái nhà chủ để nó nằm ở đó mà nó giữ nhà. Đó là 3 điểm. Cái con rối này đều thua hết đó, trời ơi, mà cái đám rối này vô nè. Rồi cái điểm thứ tư, nếu mà bây giờ người chủ nhà cho nó ăn, nó cũng dù cho đói có thiếu, nó cũng không có nói tôi còn đói, cho gì nó ăn cái đó. Đó là điểm thứ tư. Rồi cái điểm thứ năm nữa là con cẩu này đó, nó cũng không bao giờ than mặn, than ngọt, than ngon, than dở. Là cái điểm thứ năm. 5 điểm mà cái con rối, cái đám con rối này nó đã đều thua rồi đó. Rồi bây giờ tới cái điểm thứ sáu. Dù trời nắng, trời mưa, giông gió, bão tố, nó cũng phải chịu mà nó không than quán. Rồi qua cái điểm thứ bảy, nếu ai nhận thức được cái sự thật mà trong một cái trường huấn luyện con cẩu này là con cẩu Bạc Rê đó, mà chính tôi đã chứng kiến, mà tôi ngừng lại để tôi xem được trong cái trường huấn luyện con cẩu Bạc Rê đó, là nó dắt người mù đi qua đường, mà tôi sự thật tôi nhìn lại tôi thấy rất là đau lòng. Tôi mới lấy cái đó, tôi cũng tu học ở đó đó, mà nó đứng nó chờ xe đi qua, xong nó dắt người mù đi qua. Tôi tu đủ mọi thứ, cho nên tôi thấy những sự việc, tôi mới so sánh lại những con người giống như một cái đám con rối nè. Nó phản biện, nó cái từ phản biện là nó nằm bên tà giáo. Vậy thì bây giờ khi đã là như vậy, thử hỏi thôi, cái đám rối này nó lên nó chỉ biết chửi người ta. Bởi vì cha mẹ sinh ra mà đặt cho nó một cái tên, nó chỉ biết tham, sân, si, ganh năng, tức ở, nói xàm, nói bậy. Nó chỉ biết bao nhiêu đó thôi, chứ còn nó, bởi vì nó nằm trong cái dạng mà mong cầu dụng lợi, tranh danh đoạt lợi, cho nên nó mới nói vậy. Rồi bây giờ bao nhiêu cái điểm đó như vậy đó, thử hỏi coi. Con rối ơi, nghe cho rõ nè, cái đám con rối. Đó là một cái sự việc mà phải thua xa rồi. Rồi bây giờ tôi hạ xuống một con nữa, cái đám con rối. Mà con rối này từ chúa sâu đẻ ra. Bây giờ con rối tôi hạ xuống thành con heo nữa. Một con heo,
nó cũng hơn cái đám con rối này bao nhiêu điểm đó. Nhưng mà khi nó lớn, nó đủ ký rồi, người ta đem đi nó ra ngoài chợ để người ta đem nó để bán cho những người tiêu dùng xài. Trong giáo pháp nhà Phật nói là phụng sự chúng sanh là cúng dường cho chư Phật. Vậy bây giờ có phải là con heo này nó phụng sự chúng sanh làm dường cho chư Phật không? Cái đám con rối kia đó hy vọng rằng quay đầu từ đây về sau đừng có vì một cái ích kỷ nhỏ nhoi, đừng vì một cái tư lợi mà để nói nặng nói nhẹ những bậc chân tu, những người ngay thẳng. Bây giờ con heo cũng là phụng sự chúng sanh, bây giờ tôi hạ luôn là con trùng luôn đó, để có cái đám con rối này nó vô để mà nó nói nữa đi. Cứ việc nhảy vô là bao nhiêu con thì cứ việc ghi bao nhiêu con, hạ đến con trùng luôn. Con trùng đó nó còn làm nên được cái mảnh đất màu mỡ, chỗ nào có máu trùng chỗ đó trồng cây rất là tốt. Mà rồi con trùng này ở vùng quê người ta còn lấy nó để mà làm đi câu cá. Vậy thì con trùng cũng phụng sự chúng sanh để cúng dường cho chư Phật. Cho nên những cái đám ấu trùng này rất là sâu, biến bươm bướm không chịu biến, lại biến vào thành cái con rối. Rồi bây giờ tôi đem hết tất cả những con vật trên từ cái thế gian này, có nhiều dùng ăn cào cào, châu chấu, rắn rít, có gì nó cũng ăn hết. Là phải nói rằng mà nó ăn đủ hết đó, tội trên tôi coi tôi thấy mà cái hướng ở bên ngoài á. Vậy thì tất cả những con vật trên thế gian này hầu hết là đều phụng sự chúng sanh hết. Vậy bây giờ con rối này làm được cái gì đây? Con rối này chỉ hơn được con ruồi với con mũi mà thôi. Cho nên khi nó vô đó, nó có để như rất là nhiều tên, mà tôi cũng vẫn biết là đây là bên gia đình dòng họ ngoại nội ở bên của gia đình của Tường Lam mà thôi. Rồi nó lôi tới bạn bè nó quen biết vô để mà nó nói như thế đó. Vậy bây giờ thử hỏi coi, trước đây Ba Hùng, Tư Hoàng, cô Năm đó, rồi cô Tư cháu gà, rồi những người trong hang trong núi đã đẻ ra đã mấy trăm con rồi. Mà bây giờ tới Thanh Hòa như thế này, đẻ lên cả ngàn con sâu như thế này. Cho nên tôi phải ra cái pháp súc sanh mà thôi. Cho nên những người này đó là những người không có ích lợi cho xã hội, không nhận ra đâu là đúng, đâu là sai, mà để làm cho nó trở thành mà càng ngày càng tệ lậu như thế này. Trên sự thật để mà nói, mà đây không phải tôi hơn thua đâu Thanh Hòa, mà tôi chỉ nói đúng như một cái trung đạo, đúng như trong một cái lý lẽ lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy và lời của Phật dạy. Cho nên mỗi sự việc đừng có lên mà để mà nói ăn tầm bậy nói tầm bạ. Nói như thế đó, học thuộc lòng để mà nói mà không có hiểu, trí tuệ không có, thì bây giờ thử hỏi coi còn thua bé Tường Lam. Bởi vì bé Tường Lam có bao nhiêu tuổi, dù nó có học thuộc lòng nó nói mà cái tuổi như thế đó, còn ông là tu sĩ, là ông là một cái giảng sư, mà ông đi bôi nhọ cái bổn đạo, mà ông nói mà ông không hiểu gì hết. Sự thật rõ ràng là như vậy. Cho nên quá sức tưởng tượng, tự mình làm cho mình thắng bại danh liệt vì một cái ích kỷ, vì một cái tư lợi, rồi bây giờ lại nói người ta là tội nhân thiên cổ. Đúng là một cái sự việc phải nói là vô cùng bậy bạ. Cho nên cái cô Tư mà ở nước Cấm nói đúng đó, mà trước đây tôi cũng đã có nghe tiếng nói của cái tu sĩ Võ Văn Cơ. Nhưng mà cái ông mà Thanh Hòa này đó là quá cỡ. Ông tưởng đâu là ông là tu sĩ giảng sư, cho nên ông lên thao thao bất tuyệt mà ông không nhận ra được cái gì hết. Đó, như hồi nãy tôi lặp lại, ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Mà bây giờ một cái dối trá mà ông tự động ra, ông biểu người ta sống yên ổn, không nên chia rẽ, mà cái trí tuệ không có, bây giờ nếu 10 người mà phải nói mà đi mà gian xảo như thế đó thì thiên hạ này đại loạn. Rồi lý lẽ ở đâu? Ai là người dạch lá tìm sâu? Ai là người phản biện bao nhiêu mọi thứ? Ông Thanh Hòa, tôi kêu ông Thanh Hòa là để cho nó thuận theo cái
để nó thuận theo cái tiếng nói mà thôi, chứ sự thật ông Thanh Hòa ông còn nhỏ tuổi hơn tôi. Cho nên ông đừng có, trước khi lên cộng đồng mạng, bất cứ những người nào phải tự coi mình trước cái đã, hãy suy nghĩ đắn đo tất cả mọi sự việc rồi hãy lên hãy nói. Chứ đừng có ý mình làm một cái gì đó rồi nói như thế này, làm cho phải nói là sâu bọ nó đầy. Rồi bao nhiêu sự việc, những gì mà tôi thấy trên mà lang thang Sài Gòn đăng lên á, và tôi thấy chính miệng ổng nói trên một cái hình của ổng nói. Vậy cho nên cuối cùng rồi trí tuệ ở đâu? Tu mà không có trí tuệ là huề vốn hết. Từ phản biện hồi nãy tôi nói rồi đó. Nếu muốn nói là phải nói như vậy. Còn nếu bây giờ, nếu mà cái người mà thiếu hiểu, người ta nói bên này phản biện, bên kia phản biện, đó là phải nói như vậy. Một bên là u mê, một bên là ngu dốt. Thì bây giờ hai bên nó, một bên phản biện, một bên kia, hai bên đó nó phản biện rồi lấy cây quánh nhau luôn, thì cái đó thì nó cũng đúng đó. Là bởi vì hai bên đều ngu ngốc hết thì nó phản biện. Còn đằng này người ta hướng dẫn cho mình đi mà. Mà nói như thế đó, tu cái kiểu gì, trí tuệ ở đâu? Tôi nói trong tòa cũng vậy thôi à. Người ta đưa ra luận chứng là người ta đòi hỏi công bằng. Chứ không có đem mà nói là bên này phản biện là những người xài mà để lật ngược trắng thành đen, là ông Thanh Hòa và những người khác. Tôi dẫn chứng đàng hoàng đó. Rồi đó, tôi dẫn chứng đó, Đức Thầy đó, khuyên đệ tử, Đức Phật khuyên đệ tử, không lẽ là mấy ông đó phản biện. Đúng là phải nói, là phải nói tới đâu, phải nói tới đâu là nghe, phải nói là biết là cái trí không có rồi. Mà cũng dẫn lý luận lên để mà nói. Thì thôi là cái việc của ổng đi, nhưng mà điều cái mà phải nói là sâu nó vô, mà nó nói có nhiều cái sự việc mà phải nói là thấy đau lòng luôn, nó sâu nó vô mà nó nặng mấy ông kia nữa. Nó nặng phải nói là mà còn thua con cẩu nữa, thì bây giờ thử hỏi còn gì để mà nói. Đó thì bây giờ đó Thanh Hòa, tôi chỉ tạm thời tôi mượn cái pháp súc sanh này để tôi chặn đứng cái đám con rối này thôi. Còn cái phần còn lại, nếu mà ông triệt nó đó, thì ông phải nghiên cứu tất cả những bậc chánh kiến để lên cộng đồng mạng để nói một cái câu ngay thẳng chân chánh để ông dẹp cái đám này, chứ không có để nào thể nào mà để lên mà tối ngày nó cứ lên nó làm vậy. Ông tu đó thì ông phải tu cho nó đàng hoàng, chứ đừng có đụng đâu mà nói đó. Chính là rõ ràng là như vậy. Ông đắm đuối, ông chìm trong một cái u mê mà ông nói rằng ông đi hỗ trợ, đi quá độ người ta, thì sự thật là phải nói là vô cùng bậy bạ, không có biết gì hết. Kể cả những từ ngữ mà trong giáo lý của Đức Thầy nó đều ra là như vậy, chính xác, nhưng mà là bởi vì ông đâu có hiểu đâu, nói thì đọc thuộc lòng. Thì còn bây giờ đó, ông cầm chìa khóa cũng mở cửa địa ngục cũng là ông, trên trời mọi sự việc cũng là ông ráo trọi trơn, chứ không ai đó hiểu tầm bậy, hiểu tầm bạ. Màn ba cảnh chót, trời đất ơi. Rồi bây giờ thử hỏi, những gì mà tôi nói như thế đó, tôi cũng hy vọng rằng trên cộng đồng mạng Phật tử chân chính và tất cả những đại chúng chân chính hiểu được đó, để mà đi theo cái con đường của mình đi. Chứ đừng gì cứ nghe lời những cái người mà xúi mình đi mà để trở thành một cái bầy sâu như thế đó. Vậy thì bây giờ đó, đã nói rằng ở trong giáo pháp nhà Phật cũng dạy cho mình một cái điều như thế này. Thấy lợi thì đừng có nhúng tay, vì nhúng tay thì hắc ám tâm trí. Mà Thanh Hòa nhúng tay vô vì một cái lợi. Trước đây thì cũng đã có những mấy ngày kia rồi mà họ cũng không giống như Tư Hoàng Ba Hồn gì đó trời trơn. Thấy lợi thì đừng có nhúng tay, mà mình phải đi một cái con đường ngay thẳng, đi chân chính và trực chỉ, nó là hàng trung đạo. Cho nên trong triết lý Phật học là nó đều nằm ở nơi đó. Rồi bây giờ tôi khẳng định với ông như thế này luôn nè, Thanh Hòa. Ông đều bị dính trong, nằm trong 12 nhân duyên, ông đều dính hết.
ông không có sót ra một cái nhân duyên nào hết trong 12 nhân duyên. Nhưng mà 12 nhân duyên là nó khởi hành bằng cái chữ ngu, là vô minh đó, là vô minh duyên hành đó. Ông đều làm như vậy. Thầy dạy mình cái gì? Giáo lý dạy mình cái gì? Phật học dạy mình cái gì? Mà để mà đem ra những sự việc như thế này. Rồi bây giờ những cái đám sau kia cứ việc nhảy vô đi, bao nhiêu con nó có tên trong đó hết đó, mà lang thang Sài Gòn. Nếu mà nghe được đó, muốn làm con vật đó, thì cứ việc làm đi, nhưng mà thua, đều thua hết đó trời trơn. Cho nên tôi mới nói đó, là nếu mà ai tìm được á, là tôi ủng hộ 10 ký gạo đó, tôi cũng làm từ thiện đó. Nhưng mà tôi vẫn biết là không, là bởi vì tôi hạ tới con trộn rồi thì làm gì mà có. Là bởi vì họ là những từ sâu chúa đẻ ra sâu con, từ sâu con nó không có, từ con sâu con nó cạp hết cái cây bồ đề còn cái cùi không à, rồi bắt đầu nó cạp luôn tòa sen của Đức Quỳnh Giáo Chủ, rồi bây giờ nó nhảy lên nó cạp, nó cạp tới mấy ông thầy tu luôn, rồi nó cạp mỗi sự việc đó. Vậy bây giờ Thanh Hòa là sâu chúa cho ai? Trước đây là mấy người kia cũng là vậy, hôm nay là lồi đã như thế này nữa, sâu đẻ nhiều quá, cho nên tôi phải đành ra pháp xuất sanh mà thôi. Vậy thì bây giờ thử hỏi, như thế nào để mà nói ở đây? Nếu mà cái đám con rối này mà không chịu tự sửa mình mà cứ làm như vậy, thì tôi cân nhắc hôm nay lấy một cuốn tập là cuốn sách đi, lấy một cái viết là cái cuốn sách nhân quả đó, phải hôm nay ghi vô, ngày mai này rồi sẽ trả, đều phải trả hết. Nó chưa có đến tới chừng đó, khi mà gặp một trắc trở gì đó là cái cuốn sổ nhân quả ra để mà nhìn, để mà thấy. Chứ đừng có nói nhân quả có thật, nhân quả có thật 100% không có lỗi. Nhưng mà chẳng qua khi nó đến con người không nhìn thấy, cũng chính vì không nhìn thấy cho nên tiếp tục tranh đấu hết ngày này qua ngày nọ, hết năm này qua năm nọ. Cho nên á, cái sự việc giống như Thanh Hùng, Thanh Hòa chứ. Thanh Hòa nói rằng là long trời lỡ đất rồi núi cấm nó dâng ra. Trời đất ơi, cái đó là cái gì của trời đất. Mà Đức Thầy có nói đây chăng nữa thì mình phải tìm ra để học. Chứ đâu có bao giờ mà nói cái kiểu như thế đó. Bây giờ mình sống ngay thẳng đi, tới trường đó mình ngồi nhà đi, mà nếu mình sống ngay thẳng đi, núi cấm nổ ra, nếu mà có vàng thật tự động rớt ngay trước nhà một ký à. Chứ đâu có cần gì mà phải làm giống kiểu hiểu như Thanh Hòa, thì nó cũng đâu có thua gì mấy mấy cái người chơi đời đâu, là thầy đời, bàn đời đó. Tu cái kiểu gì mà lọt ra những sự việc như thế này? Vậy tất nhiên là những người bàn đời chắc là đều là đệ tử của Thanh Hòa đúng không? Hiểu là phải hiểu trong một cái chánh kiến chứ đừng có học thuộc lòng. Như giống như tôi nói, học thuộc lòng đây cũng giống như trước đây tôi đã có nói cái có với cái không đó, chùa cháy hết rồi bây giờ thử hỏi coi, cái đó nó cũng là giả mà thôi. Nhưng mà Thanh Hòa, cho nên giảng pháp là vô thường, giảng pháp là vô ngã, nhưng ông không có hiểu cái gì đó tội trơn của giáo lý của Đức Thầy mà ông lên ông nghênh ngang để mà ông nói. Nhưng mà cái bức xúc của tôi là bởi vì chửi mấy ông kia, cái tối ngày nó nhảy rồi bày sau nó cứ chửi. Mỗi lần mấy ông kia mà hãy rồi lên mà để mà hướng dẫn người ta đi là nó đều nhảy vô ráo trọi trơn lang thang Sài Gòn. Đều là như vậy hết. Mà rồi tôi cũng cảm ơn lang thang Sài Gòn và người dân 24 biển xanh và gió phiêu du hoặc là chiến đồng tháp gì á mà nhiều quá không có nhớ nổi, cũng cảm ơn tất cả các anh em đã làm một cái nhịp cầu để đưa một cái xã hội mỗi người chung tay để tạo ra cái cực lạc thế gian, chứ không phải theo như họ để mà biến nó trở thành cái địa ngục trần gian. Đó là chính họ, chứ không phải như Thanh Hòa nói. Bao nhiêu sự việc mãi đến ngày hôm nay, còn với gia đình bé Tường Lam thì cũng không có nói nữa. Bởi vì mà không biết lang thang Sài Gòn có còn nhớ cái buổi đầu tiên mà tôi đã nói, chỉ có còn một cách là mẹ Tường Lam đứng lên mà nói mà thôi, chứ không có cái cách nào để mà
mà giải quyết được. Nhưng mà mãi đến ngày hôm nay, trong mấy tháng qua, nó phải nói thì thôi, thì bây giờ họ chọn con đường đó thì họ cứ việc đi, mình cũng không có nói. Nhưng mà hôm nay nói là Thanh Hòa, trước đây Ba Hùng và những người khác. Cho nên nói thì mình phải dùng cái trí của mình để mình hiểu. Cho nên con đường tu, tôi mới nói rằng con đường tu nó không có dễ là cái chỗ đó. Mình phải hiểu cho nó thấu suốt, không hiểu không thấu suốt thì phải tự tìm ra. Chứ không có lên trên một cái truyền thông để mà ăn nói bậy bạ được. Cuối cùng rồi tôi kết luận một câu là Thanh Hòa tu giảng sư nhưng cái trí không có. Chính vì ở nó đó, ông là chúa sâu rồi, ông đẻ ra nguyên một cái bầy sâu, hôm nay nó quá là bươm bướm, nó không có ra, mà nó ra là con rối. Rồi cũng nhờ anh em mỗi người một tay mà cố gắng như thế nào để mà lôi cái thằng mà Châu Phú với mình như với cái thằng độc lạ Bình Dương xuống. Chứ còn bây giờ nó tác qua tác quá. Nhưng mà phải nên nhớ một điều, nếu ngày mai này nó có lên nó có xin lỗi thì nó phải thành tâm mới được, chứ không bao giờ nó có sự việc mà nó mà xin lỗi mà để gạt người ta. Thằng Châu Phú hình như là Biển Xanh có nói, mà tôi cũng đã có nghe, là nó lên nó cũng là xin lỗi, nhưng đó không phải thành tâm, nó tiếp tục nó gạt tiếp. Thì bao nhiêu sự việc đó, cái con đường tu này nói thì phải nói rất là nhiều, mình cũng không biết làm sao để mà nói. Cho nên cái lợi, bởi vì sao tu như Thanh Hòa thấy lợi, đã nói là thấy lợi thì đừng có nhúng tay, nhưng mà nhúng tay vô thì hắc ám tâm trí. Mà rồi đó, giống như tôi nói, cũng là lời Phật dạy thôi, là với người ta trên cộng đồng mạng đừng có buộc người ta chiều theo ý mình. Mà bởi vì không có chiều theo ý mình cho nên quay trở về mà phải nói là đổ trút trên người ta, phải nói người ta là tội nhân thiên cổ. Thử hỏi coi, coi theo cái kiểu đó là hiểu kiểu nào đây? Đây không phải là tôi nói, mà trong giáo pháp đã dạy cho mình nói, mình học ở nơi đó. Cho nên tôi nói tu không có dễ đâu. Nó đi mất nguyên nguyên một cái quá trình mà người ta phải từ chữ một, người ta học từ chữ một. Nhưng mà đối với Thanh Hòa thì như quá dễ đi, cho nên mới lên nó làm như vậy, sự diễn như thế này. Tôi thì bây giờ á, tôi cũng hy vọng rằng đó là những gì tôi nói ra, cũng hy vọng rằng tất cả những Phật tử chân chính, bởi vì thời gian nó cũng có hạn, nhưng mà tôi cũng đặt hết tất cả những cái ý nghĩa ở trong của lời Phật dạy như thế này, và cũng không quên cảm ơn tất cả những anh em mỗi người một tay, và cũng cảm ơn tất cả những bậc chân chính chân tu để hướng dẫn cho người ta đi đúng chánh pháp. Rồi còn riêng bản thân tôi thì nó cũng vậy mà thôi, đụng đâu tu đó, tu làm sao kiểu nào không cần biết. Tôi cũng vậy, đụng đâu tu đó, đụng con ốc là tu con ốc, đụng bồ lon tu bồ lon, tu như thế nào không cần biết, nhưng mà làm sao mà mình có một cái trí tuệ để khi mình mở miệng ra mà mình hiểu được trong cái chánh pháp thì không cần biết là mình tu cái gì. Chứ không có phải theo cái kiểu học giáo lý, học pháp trong nhà Phật ra nói mà cũng không biết nói cái gì. Cho nên thì thôi, thì thời gian nó cũng có hạn với Lang Thang Sài Gòn. Rồi tôi cũng có những cái lời chân thành, chân tông ngay thẳng giống như trước đây tôi cũng đã nói. Nhưng mà rồi bây giờ trước khi cúp đó, thì tôi cũng có xin thêm một cái sự việc mà hôm bữa tôi đã thấy, đã nghe trong cái clip Lang Thang Sài Gòn đăng lên bây giờ. Cũng mong rằng tất cả những Phật tử và tất cả những đại chúng đừng có nghe theo những người thầy tu không có chánh pháp. Mà muốn đạt được cái điều này thì phải dùng tới cái trí tuệ của mình. Còn nếu không thì là tự mình chứ không phải tự họ. Bởi vì họ được quyền họ lường gạt. Nhưng gạt được hay không là cái việc của họ. Vậy thì mình phải dùng cái trí tuệ của mình, chứ đừng có vô trong một cái giảng đường mà
nghe những cái người này nói. Bởi vì sao? Người đi giật của người ta ở ngoài đường, nó dùng hành động nó đi cướp giật ở ngoài đường, kể cả những sự việc như tài sản nó vậy. Nhưng mà cái con người như thế này là bởi vì dùng hành động. Còn cái người mà lên trên một cái giảng đường là dùng lời nói đi cướp người ta, nó khác. Một bên là dùng hành động và là đi cướp giật, một bên thì dùng lời nói để cướp. Bên nào nó cũng cướp hết ráo trở trơn, nhưng mà một bên dùng lời nói. Cho nên nó khi tôi nghe được cái tên đó là tôi đã nhận ra. Bởi vì sao? Bởi vì trên 20 năm trước, cái thời đó đó, 20 năm trước đổi về trước đó, lúc đó là cái thời đó là DVD, chứ nó không phải giống như cái truyền thông bây giờ. Tôi vô tình người ta bật cho tôi coi, nhưng người ta khen hay. Thì cái người này bây giờ nếu mà, nhưng mà bây giờ nếu mà lang thang Sài Gòn không ngại thì tôi cũng nêu tên luôn đó. Lang thang Sài Gòn có ngại không? Anh cứ thoải mái đó anh. Lang thang Sài Gòn nếu không ngại thì tôi cũng vẫn nói để khuyên Phật tử và tất cả những người tu đại chúng phải hiểu biết. Đây là Thích Trân Quang. Trên 20 năm trước lên một cái giảng đường mà nói cái câu nói rằng ổng giảng không có được, mà tôi đã nhận ra điều đó. Người ta hỏi ổng là khi chưa đi tôi chưa có cái đi, khi đang đi tôi chưa có cái đi, khi đi rồi cũng chưa có cái đi. Nhưng mà ổng giảng không có được, ổng chỉ đem dí dỏm là ngồi lên xe chở là không có cái đi, máy bay chở không có cái đi. Mà tôi đã nhận ra được cái điều này ngay từ sớm, hơn 20 năm về trước. Nhưng mà thôi thì cuộc sống ở thời đó mãi đến bây giờ thôi, ai sống làm sao thì cái việc sống. Nhưng cái tôi hiểu, tôi nhận ra được là tôi nhận. Nhưng mà bây giờ thời gian trôi qua rồi, bây giờ ổng đã tẩu quá nhập ma. Vậy bây giờ như thế này có khác với cái chùa Ba Vàng ở chỗ nào? Dùng lời nói để mà đi. dùng lời nói để mà đi đoạt của người ta, với một cái người mà phải nói đi cướp giật, nó khác ở chỗ nào? Cho nên khuyên Phật tử và tất cả những đại chúng, Phật dạy cho mình cái gì phải dùng trí tuệ để hiểu được. Thứ nhất là mình cứu mình, thứ hai mình cứu đời. Đem một cái lời nói ngay thẳng, cứu mình cứu đời, giúp cho người giúp cho đời, mà cái đó là việc của mình làm. Còn cái chuyện của họ muốn gian manh thì có việc gian manh, bởi vì cái đó là cái cá nhân. Nhưng có lấy được hay là không thì đó là cái việc của họ. Cho nên đừng có vô minh mình như vậy. Rồi quay trở về để mà thêm vô một cái như thế này nữa nè. Quay trở về giống như hồi nãy, Thanh Hòa, Ba Hùng và tất cả những người trong hang trong núi, mà nguyên một từ sâu lớn đẻ ra sâu nhỏ. Nên nhớ rằng từ xưa đến bây giờ người ta thường hay nói tà không thể thanh chánh, tà không bao giờ thắng chánh được đâu. Nhưng mà cái đó là sự thật. Là bởi vì sao? Tà để chỉ hiểu lòng vòng trong một cái quẩn nhỏ mà thôi, chỉ là mong cầu dụng lợi, tranh danh đoạt lợi. Cái đầu, cái trí não đó là luân hồi sanh tử đó, là tối ngày cứ bao nhiêu đó nó nằm ở trong cái vòng tròn. Còn bên chánh kiến đó là người ta nhìn thấu rất là rõ, người ta nhìn thấy được quá khứ, hiện tại và ngày mai. Nhưng mà nó khác một cái là bởi vì người ta hiểu được điều đó để người ta tu giải thoát. Chứ nếu sự thật người ta mà đi nghiêng qua một cái đường tà thì mấy cái tà kiến như thế này là một con ruồi cũng không có lọt đâu. Chính vì ở nơi đó người ta không có đi cái con đường đó. Nhưng mà bên tà kiến thì lúc nào cũng nghĩ rằng tôi là số một. Nó không phải. Cho nên tà không có bao giờ mà thắng chánh là cái chỗ đó. Bởi vì chánh là người ta đã học từ cái sai, mà người ta đi nguyên một cái quãng đường như thế đó. Còn cái tà kiến mà hiện tại là nó cứ lẩn quẩn như thế đó, nó chỉ biết tham sân si ganh ăn tức ở như đó thôi. Cho nên một cái chánh kiến đó, mà một khi người ta đi đường tà đó thì cái đám này rủi hết, không còn gì hết. Thì trước khi mà kết thúc cuộc nói chuyện với lang thang Sài Gòn, tôi cũng nói như thế này nè Thanh Hòa. Thanh Hòa nghe cho nó rõ, nếu ai có nghe.
Người tu chân chánh, người ta thường nuôi một cái hoài bão. Càng tu thì càng thấy mình ngu. Đó mới đúng là một bậc chân tu. Còn nếu mà mình không hiểu là bởi vì sao, càng tu càng thấy mình ngu, đó là một bậc chân tu, là bởi vì người ta thấy cái sai, cho nên người ta sửa trở lại để trở thành một bậc chân tu. Đó là người ta ôm ấp một cái hoài bão. Còn như Thanh Hòa và tất cả những người khác là càng tu càng ngu mà thôi. Nó khác là một bên thấy và một bên không. Bởi vì nó là như vậy. Cho nên Thanh Hòa đừng lên mà vỗ ngực xưng tên. Nói thì phải dẫn chứng trong giáo pháp ra, mà phải nói cho nó đúng lý, đúng cái đạo lý. Mà khi đã là như vậy thì phải hiểu cho nó rõ, ai cũng biết mà, trong Phật học mà, đạo là con đường, phải nói đúng với con đường đạo lý. Đạo vợ chồng, đạo anh em, đạo cha mẹ, đạo làm người. Tất cả mọi sự việc phải nhìn thấy rõ đó để mà sửa. Khi nhìn người nào mà làm được cái điều này là thấy được cái đạo. Mà khi đã thấy được cái đạo rồi thì phải gánh trên vai đi suốt hết cuộc đời. Cho nên Thanh Hòa và tất cả những người kia đừng có phô trương nào theo cái hình tướng. Mọi sự việc đều là không. Chỉ có biến, phải hiểu như thế đó. Chỉ có biến chuyển của thế gian này mới gọi là vô ngã. Còn nếu không hiểu được mà cứ khư khư ôm lấy một cái bản ngã của mình thì chỉ càng thêm khổ mà thôi. Cho nên á, có một cái câu nói là đời gian khổ, nuôi tôi không lớn. Nhưng mà nếu mà nghĩ sai cái là nó nghĩ rằng là khôn lớn là nuôi mấy chục ký. Cái đó tầm bậy. Đời gian khổ nuôi tôi khôn lớn là tôi khôn lớn ở cái phần trí tuệ. Chứ không phải mà lớn trong mấy chục ký. Rồi thì bởi vì nghĩ như thế đó cho nên mới giành giật cấu xé người ta. Cho nên mới nghĩ rằng đời gian khổ nuôi tôi khôn lớn, tôi khổ quá rồi, bây giờ tôi phải đi giành giật của người ta để tôi nuôi chính bản thân của tôi. Khôn lớn là khôn lớn, phần trí tuệ đã dạy mình quá nhiều. Sự thật cuộc đời của tôi là như vậy. Cuộc đời của tôi nói thật, mà trên sự thật phải nói là rõ ràng như vậy. Từ nhỏ cho đến lớn tôi không có gia đình, tôi cũng vẫn một mình. Nhà của tôi tan thương nát thịt. Nhà của tôi tan rã đủ điều. Cho nên tôi, trong cuộc đời của tôi sống mãi đến ngày hôm nay là trong giáo lý nhà Phật. Nuôi dưỡng tôi, kể cả hiện tại của tôi đây, trong mấy chục năm qua đều là như vậy. Mà tôi cũng vẫn biết cái cuộc đời của tôi. Sau này tôi nhắm mắt, không có một nén nhang, mà cũng chẳng có một chén cơm ai cúng hết. Tôi biết rõ điều này. Cho nên bao nhiêu sự khổ, ý của tôi muốn nói rằng đụng đâu tu đó, tu kiểu nào không biết, tu rồi ngày nào đó chết, rồi có thành ma, thành quỷ, thành cái gì cũng được. Nhưng hôm nay tôi còn sống một ngày, bao nhiêu sự tang thương, tôi nói thật. Trong thời gian trôi qua, gia đình của tôi phải nói rằng kẻ sống người chết. Tôi nói thật, lang thang Sài Gòn, tôi nói như thế này để làm chi? Là để tôi hướng dẫn người ta đi, chứ không phải tôi nói như thế này mà để cho mọi người thương hại. Bởi vì không có ai biết tôi là ai đâu. Tại sao tôi không có xuất đầu lộ diện? Là bởi vì tôi không có ham danh ham lợi, mà tôi cũng chẳng có mong cầu, cho nên tôi không có xuất đầu lộ diện để làm gì. Nhưng mà chẳng qua những sự việc như thế này, tôi thấy phải nói rằng giáo lý, giáo pháp, rồi những cái người mà tu lâu năm bị người ta nói này, nó nọ, nó nặng, nó nhẹ. Cho nên tôi mới nói thôi. Nhưng mà dụng ý của tôi cũng cứu người đó. Chứ tôi không có hại ai hết như trước đây tôi đã nói. Tôi nói thật, phải nói tôi có nhiều khi đó. Nghĩ đến đó, cuộc đời của tôi nói thật, có nhiều khi nghĩ đến nước mắt tôi còn rơi đó. Hôm nay giống như là nhiều khi tôi cũng xem qua, tôi coi cái kênh của cái kênh gì mà
mà nó đi rừng đi núi nó thấy cảnh khổ của người ta đó, thì như là gà lang thang thì phải. Thỉnh thoảng tôi cũng coi như thế đó, tôi cũng học ở nơi đó, tôi thấy họ khổ cũng như tôi ngày xưa, nhưng mà họ vẫn còn hơn tôi là họ có ăn cơm với mưa ớt, có cơm ăn mưa ớt, còn tôi hoàn toàn không. Tôi học đủ mọi thứ cái đau khổ, cho nên bao nhiêu sự việc ngày hôm nay tôi sống bằng giáo pháp để tôi nuôi dưỡng cho đến ngày hôm nay. Tôi đem hết tất cả mọi sự việc tôi nói những cái lời ngay thẳng, dù ai cũng vậy, tôi nói một cái lời ngay thẳng, kể cả những giống như con rối hồi nãy, tôi cũng dụng ý để cứu người, chứ tôi không bao giờ có dụng ý để hại người. Chứ không phải tôi nói ra đây để tôi nói là tôi hơn thua đâu, không có. Cuộc đời của tôi phải nói là phải nói rất là đau khổ. Ngày mai này tôi nói thật đây, tôi nó cũng nói thật đó. Không có một cái nén nhang, cũng không có ai đưa tiền, cũng có chẳng có một cái chén cơm nào mà ấy hết. Tôi biết rõ ràng là như vậy. Cho nên tôi trút hết tất cả những tâm huyết của tôi trong một đời của tôi để tôi khuyên người, chứ tôi không hại. Bởi vì cuộc đời của tôi không, những sự việc của tôi làm đều ban ra chứ không có lấy lại, dù lời nói cũng vậy. Nhưng mà những người này phải nói rằng điều quá đáng với lời Phật dạy, cho nên tôi mới nói thôi. Cho nên nhiều khi á, trong lòng của tôi nó cũng rất là buồn lắm. Cho nên tôi mới nói nhiều khi tôi ngẫm nghĩ cuộc đời đã qua từ nhỏ đến lớn á, cho nên tôi nhiều khi tôi cũng rất là buồn một mình, rồi tôi cũng thấy cái cuộc đời nó tang thương như thế đó, cho nên tôi mới tự động suy nghĩ ra. Tôi nói một chén cơm xa nhà, thân ở muôn dặm xa, mắt nhìn thương quê nhà, tình thương tìm đâu ra. Mà trong khi đó, mọi người ở bên đó mà tranh giành một sự việc cấu đả như thế đó, cho nên trong lòng thấy nó cũng rất là buồn. Nhưng mà rồi thôi thì cuộc đời nó đã là như vậy, tôi cũng không nói gì, tôi chỉ đem những cái lời nói ngay thẳng để mà tôi khuyên, dù con rối cũng vậy, con sâu cũng vậy. Tôi sống bằng giáo pháp, bữa cơm của tôi ăn trong hiện tại cũng không có giống ai. Tôi thật mà nói đó, mặc dù xa nhà nhưng bữa cơm ăn cũng không có trọn vẹn. Tôi ăn giáo pháp từ xưa đến bây giờ không. Tôi đem những cái lời nói chân thành như thế này để tôi khuyên mọi người ơi, mọi người đừng cố gắng để đừng có làm cái con rối. Mà nói thật đó, chứ tôi không có dụng ý hơn thua, tại mọi người không hiểu rồi nói tôi dụng ý hơn thua, ham danh ham lợi, tham sân si, chứ sự thật không phải. Như tôi nói gà lang thang, người đau khổ trên rừng trên núi, nó ăn cơm muối ớt nhưng mà nó có cơm ăn, tôi mấy năm trời không có. Bắp bò bò nhiều khi mà ăn rau muống trừ cơm, cho đến khi mà có mặt nó, cuộc đời nó trôi nổi như thế này, rồi ngày hôm nay trong hiện tại tôi chưa có được một bữa canh chua mà ăn nêm nếm đậm đà như bên đó đâu. Nhưng mà tôi cũng không than vãn, bởi vì tôi nuôi dưỡng một cái hoài bão bằng một cái trí tuệ của tôi để tôi đi giáo pháp Đức Phật nuôi dưỡng tôi mãi đến ngày hôm nay, cho đến ngày mai này tôi chết. Cho nên quay trở về để nói Thanh Hòa, tôi cũng khuyên ông coi lại, chứ ông đừng có mang một cái bản ngã kiêu căng tự đại để lên hướng dẫn người ta đi không có đúng. Rồi ông bày ra cũng giống như ba hùng này nọ để làm ra một cái bầy sâu vô để mà chửi bới những bậc chân tu, những người nói ngay thẳng như thế đó, rồi xài những cái từ ngữ phản biện không giống ai phản biện để dành cho mấy ông đó, lật trắng thành đen. Cho nên tôi dẫn chứng Đức Thầy với Đức Phật đó, người ta khuyên mình không lẽ Đức Đức Thầy với Đức Phật là phản biện sao? Ai cũng hiểu được cái biện là cái biện hộ cho mình, phản ngược trở lại trắng thành đen thì ai cũng hiểu rõ mà, dù ở ngoài tòa nó cũng vậy thôi. Nhưng mà chẳng qua là bởi vì sao? Tại muốn hiểu làm sao hiểu, bây giờ ngoài đời cũng được, tòa cũng được, cũng không có cố chấp vào cái từ ngữ này đâu, nhưng mà nói làm sao thì cứ việc nói, nhưng mà điều cái dụng ý của nó là như vậy. Cái hiểu nó là như vậy, chứ không có nói theo kiểu mà ông Thanh Hòa với mấy người khác.
Còn cái cô Năm đó, cô Năm á, làm ơn đi, đừng có nói màng ba chiến chót mà mãi mãi đến bây giờ cũng là màng ba chiến chót nữa, mà rồi á bà nói ra những cái chuyện mà phong thần không. Cô Năm đó làm ơn đi, đừng có nói chuyện phong thần nữa, mà để trở thành phong ta phong ba bảo tháp. Cô Năm là phải nói là cũng đúng là một cái kiểu mà nó sao nhiều quá đi, kể cả bên 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 Phật giáo cũng vậy, còn nhiều ông lắm. Lúc đầu lên đây nãy tôi nói rồi, Thích Chân Quang không là cái gì hết, mong Phật tử này nọ, ổng bây giờ đã tẩu hỏa nhập ma rồi, thành ra cho nên mở miệng ra là nó không giống ai. Ở chùa Ba Vàng rồi bây giờ nếu mà Thanh Hòa nó mà không mà Thanh Hòa mà không tu dưỡng chính bản thân của ngài ma này, thời gian trôi qua tôi nghĩ là cũng giống như mấy ông kia thôi, là bởi vì sống mà cái hơn thua mang một cái bản ngã kiêu ngạo rồi đó, giống như là đó thì đó giống như là Thích Chân Quang vậy, tất cả mọi người tu ba sùng muốn sực như thế đó. Rồi thử hỏi câu, tưởng mình là một là một, lấy một tay che trời một tay lấp đất, mà khi tôi nói như thế này đó, tôi cũng những đứa lang thang Sài Gòn nó nhảy vô cái đầu nó nói là tham sân si đủ thứ, cho nên nó quay trở về những từ ngữ mà nói xàm nói này nói nọ là đều là nó nằm trong cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh hết. Cho nên tôi mà ra cái pháp ngạ quỷ súc sanh đó để mà để cho họ quay đầu, chứ tôi cũng chẳng hại họ. Vậy thì bây giờ thử hỏi coi, người tu thôi thì mình phải thấy mình ngu mới được, chứ đừng có ham danh ham lợi. Bây giờ có khác với cái chùa Ba Vàng, giống Thích Chân Quang này nọ đó, thích rồi khác gì chùa Ba Vàng, mà có quyền của người ta mà mình có trí tuệ, cũng giống như bây giờ lang thang Sài Gòn ai gạt nổi, đúng không? Vậy bây giờ thí dụ mình để người ta gạt là tại mình chứ đâu phải tại người ta, mà tại sao cái đơn giản như thế này tôi không biết, người đời nó vô minh quá. Ở nhà thờ cha kính mẹ, gia đình vui vẻ cơm no áo ấm không chịu, mà đi vô trong đó để nghe những người giống như Thích Chân Quang rồi là mấy ông thầy kia kia nữa, giờ mình nêu tên hết thì nó cũng kỳ, đụng tới đâu mình nói tới đó. Quá sự việc như thế này phải nói rằng thì thôi, thì bây giờ đó thì tính ra thì thời gian nó cũng khá dài, thì khi chừng nào khi mà có nhiều người mà đúc đầu lên nữa thì tôi cũng sẽ tiếp diễn, tôi nói nữa, chứ bây giờ không có thể nào mà nói hết cái kiểu này trong mấy tiếng đồng hồ được. Lang thang Sài Gòn mà cũng cảm ơn Lang thang Sài Gòn cho tôi có một cái cơ hội để tôi cứu, cũng giống như trước đây đã nói, nhờ tất cả những anh em làm một cái nhịp cầu để mình mỗi người phụ một tay. Nhưng mà cái quan trọng hy vọng rằng á, lôi thằng Châu Phú, lôi cái thằng độc dược Bình Dương xuống, không thể nào để cho nó đó, nó còn phá nữa. Cũng quên gửi lời á, mà nói cũng là chúc cho cái anh gì mà giật cái kèo mà nữa gia tài là đại gia gì đó, cũng chúc cho anh đó có sức khỏe tốt, tôi không biết tên thôi. Nói đúng ra những người mà chánh kiến đó tôi lúc nào cũng hoan nghênh. Một quan ngành tôi mới nêu nêu từ tên để tôi nêu từ tên để tôi tỏ lòng kính trọng, chứ nếu mà tôi nói rằng nếu mà gom hết vô nói thì tôi nói cũng được, nhưng mà tôi phải nêu từ tên một để tôi tỏ lòng kính trọng quý tất cả những người như thế đó. Vậy thì tôi cũng bao nhiêu là lời nói chân thành để mà hướng dẫn cái con rối, rồi cũng mong Thanh Hòa quay đầu, đừng đem giáo lý của Đức Thầy, giáo lý Đức Thầy đúng đó, tôi cũng bảo vệ giáo lý Đức Thầy đó, nhưng mà Thanh Hòa đi quá sai đi, trút ngược cái tội lỗi trên người 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 khác.